Bác chỉ ơi, ra chơi với con. Con chơi đi. Bác bị làm sao đấy? Bác có sao đâu. Mẹ con không phải là người xấu đâu bác ạ. Bác biết rồi. Bác biết rồi thì đừng giận mẹ con nữa nhá. Ý ơi, bác có giận mẹ con đâu. Mẹ con mà là người xấu nhá, thì nuôi làm sao được đứa con gái đáng yêu như con. Ngắt tay bác không được giận mẹ con nữa đâu đấy. Được chưa? Nhưng mà còn bố, bố chắc vẫn giận mẹ thôi. Không sao, để bác Chí giải quyết. Vâng ạ. Anh nhớ anh đã từng nói với em, em có bố, có mẹ, có anh chị em ruột, em có từ bỏ ruột thịt của mình không? Nhưng mà bác Chí không phải là ruột thịt của em. Thế thì nói trắng ra anh và em cũng chả ruột thịt gì đâu. Chúng ta ly dị đi. Rồi, đi vào nhà đi con. Sao bác không vào cùng mà? Bác hứa không giận mẹ nữa mà. Bác có quên đâu, bác phải đi về công việc. Bác, thật ra lúc nãy... Rồi, hôm khác bác lại sang chơi nhá. Vâng ạ. Về. Bác Chí nói gì với Mầm đấy? Bác bảo bác giận mẹ à? Bác bảo mẹ không phải là người xấu đâu. Cho là anh em nhà anh đề cao tình cảm đi. Nhưng mà tình cảm chả giải quyết được việc gì ở đây cả. Từ lúc bác Chí về đến giờ, nhà mình không khi nào được yên ổn hết. Em có bố, có mẹ, có anh chị em ruột, em có từ bỏ ruột thịt của mình không? Nhưng mà bác Chí không phải là ruột thịt của em. Em không chào đón bác ấy về đây, em không có trách nhiệm phải lo cho bác ấy. Ơ chú ơi, cháu xin lỗi ạ, cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi chú. Chú ơi, đi 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 bọn cháu ơi chú ơi. Mấy tháng rồi nhá. Đấy, ê ê ê ê. Đi đi ông ơi, ông chú ơi. Chú mày không có ông chú mày không đỡ được không?